Nô Phước Thịnh buồn cười khi dân mạng gọi là chị nụ, đề cập đến Mai Phương Thúy. Nam ca sĩ thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về những nhận xét tiêu cực từ phía khán giả. Mới đây, Nô Phước Thịnh đã dành thời gian chia sẻ với truyền thông về cuộc sống đời tư khá kín tiếng của mình. Đáng chú ý, khi được hỏi về chuyện tình cảm với Mai Phương Thúy, nam ca sĩ cho rằng nếu thực sự câu chuyện đó không có, Mai Phương Thúy đã lên tiếng rồi. Một cô hoa hậu đẹp như vậy, hot như vậy, thông minh tài năng như vậy, đâu có bị vấn đề về thần kinh để một người đem cái tên của mình ra làm miếng mồi cho truyền thông như vậy. Thế nhưng nội dung nhận được nhiều sự quan tâm nhất chính là biệt danh chị nụ mà nhiều cư dân mạng đặt cho Nô Phước Thịnh. Trước câu trả lời khó, nam ca sĩ khẳng định, nhiều khi tôi cũng cảm thấy buồn cười khi mọi người kêu mình là chị nụ, sau này tôi sẽ kể lại cho người bạn gái của mình là người ta kêu anh như vậy đó. What's the crew you makes you stronger? Cái gì không giết bạn, nó sẽ làm bạn mạnh hơn rất nhiều, và một khi đã mạnh hơn thì chắc chắn người ta sẽ quay sang một đối tượng khác để chửi thôi. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, lúc thì nói tôi giới tính này giới tính kia, lúc thì lại nói ồ sao hôm nay men vậy, rồi lại nói tôi gồng thế này thế kia, tôi xin phép đứng ở một nơi nào đó để cười vào tất cả những điều đó. Cái nghiệp nó vẫn đến nhanh khủng khiếp và mình đâu biết được người khác cũng đang phải chịu những cái nghiệp đó, khi họ làm như vậy thì sau đó họ phải trả cái nghiệp mà chính họ gây ra. Trước đó giọng ca lặng thầm bày tỏ quan điểm, tôi không quan tâm nhiều đến mọi người nghĩ gì về giới tính của mình vì tôi thấy chuyện giới tính cũng rất bình thường, không quá lớn lao để mọi người đề cập nhiều đến như vậy. Tôi đứng trên sân khấu như thế nào thì khán giả họ sẽ biết, họ sẽ dành tình cảm cho mình như thế nào thôi.